vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một lô băng bao gồm 10 chiếc dòng băng 120 phút thể loại tip 1 được mang về từ Nhật qua đường hàng không. Đây là cái lô 10 chiếc mua đấu giá ở bên Nhật đây ạ. Em mua ở bên đó và phía bên Nhật nó gửi về qua ngã sân bay Nội Bài, và từ sân bay Nội Bài nó về thẳng tay em. Nói như vậy để các bác dễ tưởng tượng là những cái dòng băng này nó sạch sẽ, không bị mốc, nó chưa hề bị lưu qua cái kho bãi ở bên Campuchia. Băng đẹp, em bao 10 cuốn như 10. Ở đây là băng của Nhật, thể loại 120 phút, băng tip 1. Tên thương hiệu thì em không nắm được, thực sự nó khó đọc. Nhưng em bao đây là băng Nhật xịn nha, tip 1, độ dài 120 phút. Về độ đẹp, 10 cuốn như 10, dây băng tốt. Thực ra thì em có một cái số lượng trên 10 chiếc, chứ không phải chỉ có 10 chiếc đâu. Nhưng ngày hôm nay em đưa lên 10 chiếc thôi, cho nó vừa miếng, bởi vì có khá nhiều ông cũng không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để mua băng, mà các ông ấy chỉ muốn một cái số lượng vừa đủ để các ông ấy vừa chơi sưu tầm, và cũng để thi thoảng nghịch ngợm ghi thâu cho nó vui ha. Yên tâm, 10 cuốn đẹp ngang ngửa như nhau. Em chỉ rút một cuốn ra để cho các bác có cái nhìn nó rõ ràng hơn thôi. 120 phút. Thực sự là em cũng phải hết sức là vất vả mới có được cái lô băng này, không dễ đâu ạ. Như các bác đã biết thì cái vấn đề tiền gọi là cước phí vận chuyển từ bên Nhật về Việt Nam nó không hề rẻ đâu. Chẳng qua là em lấy những cái thứ này về chủ yếu là đáp ứng và chiều lòng những bác khách quen của em, những người đã mua những cái con đài của em chẳng hạn vậy. Cái số lượng những cái thứ này về Việt Nam nó cũng không có nhiều. Thường thường thì bọn em đấu giá được một lô thì giỏi lắm là từ 1 đến 200 cái thôi, không đào đâu ra lắm đâu ạ. Và sẽ phải chờ đợi bên phía đối tác Nhật Bản, người ta tiếp tục thu gom thì mới có. Đặc biệt là những cái thể loại băng mà có cái độ dài 120 phút như thế này thì lại là một trong những cái thứ không dễ để mà mua gom ở bên Nhật. Về giá ấy, thì em xin phép không báo ở đây. Bác nào thực sự có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Nói chung là em sẽ bán với một cái mức giá nó thực sự là hợp lý thôi, chứ em xưa nay không bao giờ có cái biểu hiện là bắt chẹt khách về giá cả. Tất cả những người đã từng theo dõi kênh của em hoặc đã từng mua hàng của em đều nhận ra một điều rằng cái mức giá mà em đưa ra là thực sự hợp lý, thậm chí còn rẻ hơn so với những shop khác khá nhiều. Đặc biệt là băng, khoản này em bán cho nó vui thôi ạ. Mang tính văn nghệ, văn gừng và chiều lòng khách hàng quen thôi. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.